Rồi, hello anh em. Chào anh em buổi trưa ha. Thì nay lên máy bao hơi lửa với lại là ba cái phụ tùng, ba cái máy sát lên cho anh em này anh em ha. Từ đây sắp tới là buổi trưa là em lên phụ tùng, lên máy sát, máy hư cho anh em lấy phụ tùng này ha. Đó thì anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh. Đó, anh em thợ rồi từ đây tới Tết là xả những con máy, ví dụ như nó sọc nòng hay là những con máy nó thiếu đồ này kia đó, xả cho những anh em thợ gì lấy phụ tùng. Đó thì cái buổi trưa này thì em bán sao thì em báo như vậy, anh em xem kỹ video mãi nha. Còn anh em đừng có hỏi mà ơi có bộ hơi bộ nòng con này con kia không, không có đâu nghe anh em. Tại vì nòng nó sọc mới bỏ không đâu ra mà có nòng bán cho anh em ha. Rồi thì anh em đăng ký kênh đi đó. Ví dụ như những con máy mà nó sọc nòng hoặc là nó thiếu đồ hoặc là nó hư hao này kia đó thì em sẽ xả luôn ha, xả cho nó chống chỗ ở đây rồi ở trên gác thôi nè, quá trời nhiều rồi, hết chỗ chứa rồi. Rồi thì vô ha, nhanh gọn không có nói nhiều. Đó thì con này bao hơi lửa cho anh em nè. Con này 600 nha anh em. 600 ha, con này là Kawasaki TG18 nha. Thì máy của nó là lắp cần câu. Đó cần câu nhưng mà cái cần này thì nó bị cong nha anh em. Đó nè anh em thấy không? Nó cần câu nhưng mà nó bị cong nhưng mà vẫn xài bình thường nha anh em. Tại vì ở trong đây á là cáp của nó là xài bằng cáp dây chứ không phải nó xài ti ha. Bởi vì anh em muốn cong, anh em muốn bẻ, anh em muốn uống sao cũng xài được hết. Đó con này thì bán như trên video nha, kẹp lưỡi còn nè ha. Đó bán như trên video gì 600.000 nha anh em chốt thì tự trả tiền ship, em không có bao nha. Tiền ship thì nó tầm cũng cỡ vài chục ngàn đó. Ở tay lái này ha, gà. Đó TG18 nha, con này hơi lửa tốt nha anh em, hơi lửa tốt ha. Đó nói chung con này về làm chế lên là nổ thôi. Đó. Bao hơi lửa nha anh em, nói chung là giờ này cũng trễ không có màu xăng gì được, nói chung mấy con này về làm chế là nổ ha. 600.000 bao hơi lửa, máy móc nghiêm chỉnh nha, chưa bể dở gì hết nha, thấy bể thấy là sao là báo liền, bình xăng dưới còn ok, chế chung nắp e nắp gió đâu đầy đủ, hơi hám tốt, lửa củi tốt nha anh em. 600.000 cho cái này ha, anh em chốt thì tự trả tiền ship. Đó thì nó cũng tầm cỡ 600 mấy 700 ha. Đó nói chung là hơi hám tốt. Rồi anh em chốt con này thì có Zalo thì chụp cái màn hình lại gửi qua Zalo giùm em, nó chốt con này. Còn thôi thì nói chốt giùm em con TG18 lắp cần câu 600.000 thì em cũng biết rồi ha. Rồi con thứ hai Maruyama, cục này phải gọi là siêu to khổng lồ nha anh em. Đó siêu to khổng lồ nha. Con này là Kawasaki TD40 nha anh em, 40 ly ha, 40cc. Thì cái đầu này là 1.2 nha anh em, 1.2 nha. Thì như trên video nha anh em, bán như trên video vậy nè ha, còn nhiều bán nhiều nè. Đó cục này là 40 ly nha, cũng bao hơi lửa cho anh em nha. Đó hơi nè. Hơi kéo thôi còn không nổi luôn. Bố này bố ba lá luôn, bố bố này chạy không biết đời nào mà hư luôn. Máy rất là đẹp nha anh em, cục này để cho anh em 1.2 thôi. Đó thông thường mấy cục này là 1.4 không. Đó cái này xả bán lấy vốn nha anh em, nói chung là bán lấy vốn. Đó, đang chống nhà chống cửa. Tết nhất tới nơi rồi ha. 1.2 cho cái cục TD40 này bao hơi lửa về làm chế nổ. Con này không có bình xăng nha anh em. Con này không có bình xăng nha, không có bình xăng đựng xăng ha. Thì cái đầu này là tum lớn bố lớn nha. Tum lớn bố lớn tum 330 430. Rồi X35 tên là 33, đầu này của mình đó là gáp vô dừa ha. Đó hoặc là anh em có thể là gáp vô những cái máy mà khoan đất. Đó những cái máy mà xạo phân xạo lúa đồ này kia đó. Cái rin nguyên bản của con này thì nó nằm ở trên cái máy là cái máy mà chạy gảnh anh em, chạy gảnh nước á ha. Đó chạy gảnh nước hoặc là cái máy xới đất gì này kia đó. Đó thì nó gớt cái đầu ra nè đó ha. Đó, rồi, cục này 1.2 nha, 40 ly là nghe anh em, 40cc ha. Bao hơi lửa về cho anh em làm chế lên nổ nha. Rồi, ha, cục này là 1.2, có đó là 600.000 với trả phí ship nghe anh em. Để ra sau hè coi còn gì nữa không. Rồi, tiếp theo anh đây. Anh em ơi, ra sau này có mớ độ nè. Đó thì em sẽ soạn mấy cái này ra từ từ, em bán từ từ cho anh em hết luôn ha. Đó cho anh em về làm. Rồi đây cây máy sò lông sò huyết, cái này lấy gì được gì ta, rồi bò chén còn đầy đủ ha. Đó cái này bán như trên video nghe anh em, giật cây giật luốc trời. Rồi thôi cái này bán hên xui cho anh em luôn nha. Cái này là cây dòng này là dòng Kawasaki nghe anh em. Cây này bán
Cái này bán nhiêu vậy ta? Bộ cần nội cái đầu bò không nó hết 350, 200 mày. Đó, ha, còn cái này 24cc nè. 22,6cc chứ. Cái này bán anh em 300 ngàn nha, 300 ngàn thôi. Hên xui nha anh em, cái này em chưa mở kiểm tra ha. Đó, hên xui 300k, về có thể lấy bộ cần. Đó, về kiểm tra lại nha. Cái này là không có bao gì cho anh em, gì là đưa cho anh em 300k, anh em chốt trả tiền ship nó giùm em ha. Đó, bán hên xui. Đó, cái này là không có bao gì cho nha. Không có bao sống, bao bể, bao dở, bao gì hết. Đó, nói chung là nó vuột luốt rồi, ốc bô rồi chưa mở kiểm tra nha anh em ha. Về mở ra kiểm tra, cứ nó coi nó lăn được thì lời lúc, còn nếu như nó khăn lăn không được lấy bộ càng không đủ vốn rồi ha. Rồi 300k cái này, anh em chốt thì chụp màn hình lại hoặc là nói cái cây máy Kawasaki, con sò Kawasaki 300k ha. Đó, rồi ok. Rồi, đây tiếp theo con cây nữa nè. Cái này cây Topson. Cái này 261 luôn, cái này 34 ly ga bóp luôn nè anh em, công tắc trên tay luôn nè. Cái này mắc ngu gì vậy? Xoay nồng ra. Cái này không có thấy bài gì kìa. Cái này 34 ly 26cc nha anh em. Cái này bán cho anh em 1 triệu ha. Cái này bán cho anh em 1 triệu, cái này là bao hơi bao lửa cho anh em luôn nè. Đó, áo nó hơi cắn nhẹ nha. Chết này đụng vô gãy luôn. Rồi, cái này tính anh em 1 triệu ha. Đó, nồng 34 ly 26cc nha, top xuôi. Đó, nửa gắn Muji vô đầy đủ ha, hơi hám bao lửa, bao hơi bao lửa cho anh em luôn, máy đẹp. Đó, bình xăng còn sáng trưng luôn nha anh em. Cái này 1 triệu nha, anh em làm được thì liên hệ em. Đó, máy đẹp ha. Đó, ga bóp nè, cần đầu bò chén kẹp là bao cho anh em đầy đủ luôn nha. Đó, đầu bò chén kẹp là bao đầy đủ hết nha anh em. Đó, về làm chế lên nổ thôi, nửa gắn Muji vô đầy đủ cho anh em hết nha. Đó. Rồi, 1 triệu cho cái top xuân này ha. Rồi, đi qua đây coi. Cái này gì đây? Sinewa S25. Con này xài IC tép nhưng mà nó mắc cái con tép rồi nghe nè. Nồng đẹp, bít tông đẹp luôn. Con bít tông còn trắng luôn nghe nè. Cái này là sọc cái hơi nước nha, chứ không phải là nó sọc nha. Đó, giật tình coi. Nồng quá đẹp luôn anh em ơi. Cục này bán nhiêu vậy ta? Cục này tính anh em 250 ha nè. Cục này để anh em 250 ha. Nó lấy cái bộ nồng không đủ tiền rồi. Thì cái này thì nó không có lửa đâu nghe anh em, tại vì nó còn cái cục IC tép nữa, nhưng mà cục IC tép thợ em nó gửi kìa ha. Nó gỡ mất tiêu rồi thì còn bao nhiêu bán bao nhiêu nha. Đó, 250 ngàn cho cục Sinewa này. Nói chung là nồng còn, dên còn, chụp giờ còn, nói chung là còn đầy đủ á. Con này là chỉ thiếu là cục tép bình xăng con thôi. Đó, còn như là đầy đủ đồ rồi ha. Đó, 250 ngàn, chốt thì tự trả phí ship nghe nè. Rồi, cục này gì đây? Cục này Echo 260 nghe nè. Echo 260 thì 4 chân ốc nè, 230 thì nó có 2 chân thôi. Cục này trời trời mất tiêu chiếc bê tông rồi trời. Cục này thở gỡ lấy đồ rồi anh em ơi. Rồi cục này 100 ngàn. Ha, 100 ngàn cái cục Echo 260 này về lấy đồ. Lấy bình xăng dưới, lấy dên, lấy chụp giật. Nói chung thì gỡ chiếc bê tông rồi thì chắc có lẽ là cái nồng nó không còn đâu. Nó chắc gỡ chiếc bê tông rồi chắc có lẽ thì nồng chắc tiêu rồi nghe anh em. Không có bao nha, nói chung là như trên video nè, anh em về mà nhắm mình làm được lấy thịt lấy đồ đó thì mình làm nha. 100 ngàn cho cục này nha anh em, ha, như trên video nha, không có bao gì thêm vô gì nữa hết trơn nha. Lấy lóc, lấy dên, lấy chụp giật, lấy bình xăng lớn ha, bộ chế thì nó mắc cái thớt ngoài này rồi. Đó, cổ phím, bô. Rồi, 100 ngàn cho cục này. Đó. Rồi, đây, cục 4 thầy đi, lâu lâu lên cho anh em cục 4 thầy ha. 4 thầy này coi giật được không. Ở cục này sao thấy đẹp nghe anh, còn ướt át thấy còn ngon quá nè, thiếu đồ. Giật thấy tốt chứ giật còn đẹp nghe anh em ha. Giật thấy tốt chứ giật còn đẹp nha. Cục 4 thì nói chung thì coi hơi thì nó khó lắm nghe anh em, không có biết đường mà coi hơi được nha. Bởi vì bán cho anh em là bán cái hên xui nha ha, chứ em không có bao nha. Cục này rất là đẹp nghe anh em,
Đó, cục này em bán 600 ngàn nha. Đó, quá đẹp luôn. Cục này là hên xui nha, còn giật được, thấy máy còn đẹp lắm nha anh em. Đó ha, thì như trên video nha. Thì 600 ngàn thì về nếu như ấy lấy lửa nè, tum nè, chụp giật nè, cò mổ, xúc bóc nè, nói chung là lấy đồ dư tiền rồi. 600 ngàn ha. Đó, 600 ngàn cho cục Makita 4 thì này. Anh em nào về lấy đồ bằng thịt cũng được, hoặc là có đồ dư vô đồ. Ở đây em thiếu đồ này kia em dục qua bên ha. Rồi, như đây thôi nha anh em. Thì anh em làm cái hàng nào thì làm cái món nào thì liên hệ giùm em nha. Nhớ nha anh em, nhớ nếu như mà mình không nhớ cái tên thì nhớ chụp cái màn hình lại gửi qua Zalo thì nó sẽ chính xác hơn ha. Đó, còn anh em cần cái phụ tùng gì thì cứ comment ở dưới nha. Kiếm được thì qua ngày sau em lên clip ha. Còn đừng có mà kiếm nồng nha, nồng không có đâu. Đó, cứ comment ở dưới em sẽ đọc, có thì em lên thôi chứ khỏi gọi nha anh em. Khỏi gọi, cứ comment ở dưới phần bình luận em nhìn có ví dụ như kiếm cục lửa con đó hay là kiếm chụp giật con đó, nếu có là ngày bữa sau em lên liền ha. Rồi, bye bye anh em làm con nào thì liên hệ giùm em nha. Số điện thoại có để trên tựa đề bài đăng nha anh em.